đi Việt Nam về chán quá. Nóng. Wow. Ồ nó nhảy ra đây bé Hiền. Đó à. Rồi, đây là tôm tôm càng. Kho tàu. Kho tàu mà như vậy giống kho tàu thôi. Bún bò ế là cái phẩm bò ế. Bún bò. Chồng con nó gọi là bún bò ế kìa. Là dĩa rau. À chanh. Chanh ớt. Chưa lên cầu mà phải không? Mới lên dốc rồi phải không? Đây là cô Bà Thí, đây là... Xưa gọi là người Tàu á, con hiểu không? Đó, toàn phố này là của người Tàu hết. Đó. Họ nói
tiếng Tàu không mà, còn vô đây là họ, họ giao dịch với nhau bằng tiếng Tàu không mà. Đây bước vào Nguyễn Trãi nè, nói ở đây là Nguyễn Trãi, nó dài, đây thuộc về khu vực quận 5, hiểu không? Đâu khu vực quận 5 nè, nó dài lên nè. Hồi xưa phố thị Sài Gòn này đẹp lắm con, đẹp hơn bây giờ nữa. Nó trật tự, sạch sẽ lắm. Không biết hồi xưa người ta gọi Sài Gòn là Hồ Ngọc Viễn Đông của vùng Đông Nam Á. Có nghĩa là Singapore, Việt Nam, rồi Philippines, Malaysia, Thái Lan rồi đó con hiểu không? Thì khi đó Việt Nam mình á là cái Hồ Ngọc Viễn Đông, là coi như là một cái thành phố, một đất nước mà nó có sự văn minh phát triển coi như là hàng đầu so với các nước lân bang con hiểu không? Hồi đó cái Sài Gòn này nó đẹp lắm, nó văn minh lắm. Ở Thái Lan không bằng, rồi Hàn Quốc cũng không bằng luôn. Hồi xưa là mà mấy nước đó, rồi Campuchia, rồi so với Việt Nam là hồi xưa là bỏ xe lắc xe lơ luôn. Nhưng mà bây giờ mình đi chậm hơn người ta rồi. À, đó, mình đi chậm hơn người ta rồi. Mình đi chậm hơn người ta gần 40 năm đó, chứ không phải là ít đâu. Xem nữa hả? Ờ, nó có bên đây nữa. Đây đây. Còn ăn gia đình ba cái. Đây. Được chưa, ba cái này luôn đi. Không, để thích cái nào, để cho Mẫn thích cái nào. Ăn chung ba người, ba cái đấy mà. Ba nước luôn ạ. Nước
được tiêu không? Đây. Ủa bao nhiêu tiền một người? Đây là cả gia đình nha. Đưa chị hai với anh hai lên sân bay à. Mãn. Cái mãn nó ăn nè. Nó bụng rồi đó. Anh đi không được ăn, anh đi đi. Đây là ở sân bay. Đó, này anh Tư tài xế à. Cái mãn giờ nó ăn á, nó bụng nè. Đây chị hai nè. Bánh à. Sao con? Cảnh đẹp ghê luôn á. Thấy cổng. Phở, bánh này, nướng. Và các loại trái cây luôn.
Và sau khi chúng tôi báo với đơn vị an ninh sân bay người đến để xem xét cái túi đồ này sau nửa tiếng đồng hồ tôi với vị khán giả. Và hiện giờ chúng tôi đang quan sát các vị an ninh sân bay đang kiểm tra cái túi hành lý mà không mời mà tới tại sân bay Tân Sơn Nhất của quý vị khán giả. Đi Việt Nam về chán quá.